giá taxi điện Vinfast đắt hay rẻ nhìn ngay bảng so sánh với Mai Linh, G7 để chọn được xe phù hợp dịch vụ taxi điện của GSM có giá mở cửa cao hơn các hãng taxi truyền thống khác nhưng lại rẻ hơn đáng kể theo từng km sáng ngày 8 tháng 4 GSM công ty con thuộc tập đoàn VinGroup công bố chính thức khai trương dịch vụ taxi điện với thương hiệu taxi xanh SM tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 4. Theo đó, giá mở cửa trong 1 km đầu tiên của dịch vụ Green Car là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước vf Nam Plus là 14.000 đồng 1 km, giá cước VF E34 là 15.500 đồng 1 km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước hai mẫu xe trên lần lượt là 12.000 đồng 1 km và 12.500 đồng 1 km. Dịch vụ Green Car Luxury cao cấp hơn, cố định giá mở cửa và giá mỗi km là 21.000 đồng. Trong giai đoạn đầu tại Hà Nội, taxi xanh SM sẽ đưa vào hoạt động 500 xe VF E34 và 100 xe VF8. Đội xe Green Car sẽ được bổ sung VF5 Plus sau khi VinFast chính thức bàn giao mẫu xe này. Taxi xanh SM là hãng taxi đầu tiên tại Việt Nam khai thác 100% ô tô điện. Trong khi đó, các hãng taxi truyền thống phổ biến tại Việt Nam như Mai Linh, Vinasun, G7, Taxi Group chủ yếu khai thác các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Mitsubishi Astres, Toyota Innova hay Toyota Fortuner. So sánh với một số hãng taxi truyền thống khác, dịch vụ taxi điện của Taxi Xanh SM có giá mở cửa cao hơn vài nghìn đồng. Tuy nhiên, hầu hết các đối thủ của xanh SM tính mở cửa theo 500m hoặc 900m đầu tiên, những quãng đường hy hữu khi sử dụng taxi. Sau đó, xanh SM sẽ rẻ hơn theo từng km, tức đi càng xa, chi phí càng rẻ. Thậm chí, giá cước của taxi xanh SM có thể rẻ hơn bởi các hãng taxi khác khai thác xe động cơ đốt trong, giá cước không cố định vì phụ thuộc vào giá xăng dầu. Ví dụ tháng 9 năm 2022, sau nhiều đợt xăng dầu tăng giá, giá cước taxi của Mai Linh tại thành phố Hồ Chí Minh tăng lên mốc 20.000 đồng 1 km giá mở cửa, 18.600 đồng 1 km với 24 km tiếp theo và 16.600 đồng 1 km sau km thứ 25. Các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt xe qua ứng dụng công nghệ như Grab và Bi có mức giá mở cửa và từng km phải chăng hơn. Tuy nhiên các đơn vị này còn tính thêm giá cước tính theo thời gian di chuyển hoặc thay đổi điểm đến, điều kiện giao thông hay thời tiết khiến chi phí thực tế có thể cao hơn. Từ cà phê ép, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.